Một năm trước, dư luận xôn xao về việc một người đàn ông ở thành phố Cần Thơ khi đổi 100 đô la Mỹ tại tiệm vàng đã bị xử phạt 90 triệu đồng vì hành vi mua bán ngoại tệ tại nơi không được thu đổi ngoại tệ. Tuy nhiên, theo nghị định mới vừa được chính phủ ban hành thì bắt đầu từ nay, hành vi mua bán trái phép từ 1.000 đô la Mỹ trở lên mới bị xử lý hành chính. Chính phủ vừa ban hành nghị định số 88/2019 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng có hiệu lực từ ngày 31 tháng 12 năm 2019. Nghị định này quy định phạt đến 250 triệu đồng hành vi xuất nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt không đúng với quy định. Theo đó, hành vi mua bán ngoại tệ giữa các cá nhân với nhau tại tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ, giá trị giao dịch dưới 1.000 đô la Mỹ hoặc là các loại tiền khác có giá trị tương đương sẽ bị phạt cảnh cáo. Ngoài ra, mức phạt cảnh cáo cũng áp dụng cho hành vi thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ bằng ngoại tệ có giá trị dưới 1.000 đô la Mỹ hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương không đúng với quy định của pháp luật. Các hành vi giao dịch có giá trị từ 1.000 đô la Mỹ đến dưới 10.000 đô la Mỹ, mức xử phạt từ 10 triệu đến 20 triệu đồng. Mức phạt từ 10 đến 20 triệu đồng cũng áp dụng với hành vi thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ bằng ngoại tệ có giá trị từ 1.000 đến dưới 10.000 đô la Mỹ hoặc là ngoại tệ khác không đúng quy định của pháp luật.